Ai bỏ rơi nó? Tên của anh ấy là Omar và anh ấy có một kênh dành hoàn toàn để khám phá đô thị, những nơi bỏ hoang đáng sợ nhất. Đây cũng là một trong số ít người mà không chỉ là nhà thám hiểm đơn thuần. Anh ấy đi du lịch đến nhiều các địa điểm khác nhau cực kỳ thú vị cho khám phá. Khán giả của anh ấy đã gần đến 3 triệu người đăng ký. Và chủ đề ngày hôm nay là rất thú vị và táo bạo. Mặc dù anh ấy đi cùng với một người bạn và một điều là anh ấy chỉ khám phá những nơi nguy hiểm vào ban đêm. Trong chuyến đi ngay bây giờ là một đường hầm bỏ hoang, có rất nhiều các lời đồn đại xấu xa về đường hầm đó. Và để khám phá được thì anh ấy đã phải trải qua rất nhiều những hệ thống cống rãnh đen tối như mực, không một bóng người trong nhiều năm. Và anh ấy đang bắt đầu đi cùng người bạn của mình. Hãy xem điều thú vị sắp xảy ra. Yeah, you are. Alright, let's see what the brains. Yeah, I really don't like this tunnel. Sau khi đi qua nhiều các ngóc ngách nhỏ hẹp, đến một lúc cả hai cùng phải bước qua một chỗ hỏng của cống, thì ánh đèn của một trong hai người dường như đã bắt được một cái gì đó kỳ lạ. Wonder how many more manholes there are. Oh, please don't let me fall in. Ooh. Oh yes, we made it. Chính xác cái bóng đó là gì? Quan sát từ vị trí của nó, bạn có thể nhìn thấy cách mà cái bóng di chuyển cùng cánh tay vung về phía sau, dường như cái bóng đi ngang qua cống. Một số khán giả của anh ấy đã đảm bảo rằng đó là một cô gái. Bạn có thấy rõ không? Và tiếp theo đó là một phát hiện rất bất ngờ của anh ấy. Oh, it's a doll. Yeah, we definitely didn't come this far. Sau khoảng 2 phút khi đi qua lỗ hổng của cống vào bên trong sâu hơn, thì anh ấy bắt gặp một con búp bê bị bỏ rơi. Rõ ràng anh ấy và bạn của anh ấy đã hoảng hốt và bất ngờ. Con búp bê ở đó làm gì? I mean, we definitely heard a something. Anybody here? Hello? Có vẻ như nó là bằng chứng kết thúc của một cái gì đó kỳ lạ và đáng sợ đã xảy ra ở đây, bên trong đường hầm đó. Anh ấy không phải là người đầu tiên đến thăm một đường hầm bị nguyền rủa, nhưng bạn thử đoán xem cái bóng mà khi anh ấy đi qua có thể là gì? Liệu đó có phải là một cô gái ma như người xem của anh ấy nhận xét? Và con búp bê đó có đáng sợ không khi một mình nó bị bỏ rơi như vậy? Cô gái dưới đường hầm. Trước khi đến với số 1, tên tôi là Cảm Giác Lạnh và tôi hy vọng bạn thích bài tường thuật của tôi. Trong thực tế đã được chứng minh rằng sự hào phóng làm cho bạn trở thành một người hạnh phúc hơn. Vì vậy, nếu bạn đủ rộng lượng, hãy nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới mỗi ngày và cùng chia sẻ với bạn bè. Cảm ơn sự rộng lượng của bạn. Anh ấy có một không gian ở trên YouTube với những video khám phá táo bạo và khủng khiếp. Có rất nhiều dạng video như thế này trên kênh của anh ấy, nhưng một điều kỳ lạ đặc biệt khác với tất cả mọi thứ đã xảy ra trên kênh. Vào một ngày đẹp trời, khi anh ấy đã có một cơ hội để khám phá một nơi ẩn náu trong đường hầm của Liên Xô. Rõ ràng nó là đường hầm được xây dựng từ thời chiến tranh lạnh xảy ra. Nó bị ngập lụt trong nhiều thập kỷ trải qua, không có bất kỳ ánh sáng và dường như tuyệt đối ở trạng thái yên tĩnh và bị xói mòn bởi các dòng nước ngầm trong nhiều năm. Có thể nói rằng anh ấy là người đầu tiên đến thăm sau 40 đến 50 năm từ khi chiến tranh lạnh xảy ra. Những gì anh ấy thấy hoàn toàn lạnh lẽo và thê lương bóng tối, mà trong quá khứ nó là một nơi đã từng bận rộn đầy những người lính và người dân. Rõ ràng là những câu chuyện đã được ghi chép lại rằng nhiều chuyện đã xảy ra ở nơi này. Nhưng tại sao tôi lại nói với bạn điều này? Vì tôi muốn cho bạn thấy những gì đã xảy ra với anh ấy trong khi khám phá là cực kỳ kỳ lạ và ớn lạnh ở nơi đây.
nhưng anh ấy đã hoàn toàn không nhận thấy trong khi đi qua, cho đến khi những người xem đã chỉ ra cho anh ấy điều mà có lẽ anh không bao giờ mong đợi. Sau đó anh nói với mọi người rằng anh cảm thấy vô cùng băn khoăn khi video xuất hiện, bởi rất nhiều người đã phát hiện ra, trong đó một người dùng đã nói rằng nhìn vào 2 phút 56 giây của video, hãy xem nếu bạn có thể nhìn thấy nó. Galima numai šitą. Điều đó có thể là gì khi vô tình anh ấy đi qua một cái bóng, dường như một hình bóng tóc dài để xõa màu đen đang đứng bất động ở phía trong góc của một cái rãnh đường hầm. Mặc dù nó bị che bởi một đường ống thẳng đứng từ dưới lên, nhưng bạn có thể nhìn thấy rõ ràng rằng đó là một cô gái. Nhưng cô gái ấy ở đây để làm gì trong một đường hầm ngầm mấy chục năm qua không có bất kỳ ai dám xuống? Liệu rằng cô gái đó là gì? Có phải là cô gái ma hay điều gì bạn đang nghĩ đến ở trong đây ngay bây giờ? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy chia sẻ, nói với bạn bè của bạn. Chân thành biết ơn bạn.